Một câu hỏi này. Chán dô thì nên chồng chán gì thầy ơi? Ôi ôi. Tức là bạn ấy chán dô thì nên lấy chồng chán gì? Nghĩ là lấy chồng chán không dô là nó bù trừ nhau á. Chán dô thì em phải đi gọt chán đi, ngày nào cũng lấy dao gọt chán đi là nó hết. Chán dô là dư não, mà dư não thì nó nghĩ nhiều và nó toàn nghĩ lung tung thôi. Nên chịu khó bớt suy nghĩ, hành vi thực tế nhiều hơn. Bớt suy nghĩ, hành vi thực tế nhiều hơn, bớt mộng mơ, làm thực tế nhiều hơn. Đi học để hiểu cái gì là thực tế rồi mình làm, đừng mơ mộng nữa và bớt suy luận lung tung. Ông chồng ông về muộn nửa tiếng, tức là ông về muộn nửa tiếng, đừng có ngồi nhà mơ mộng là hình như ông đi với con nào. Đừng có diễn kịch như vậy, gia đình nó rạn nứt nhá. Nên chán dô là dư não, là hay tưởng tượng và hay dựng chuyện ở trong đầu, bớt đi. Chán dô thì nó cũng thể hiện là người thông minh. Vậy cái nghề gì mà tưởng tượng dựng chuyện thông minh phù hợp? Nghề làm marketing, bịa chuyện ra cho người ta thích. Nghề viết văn, nghề viết văn, nghề làm đạo diễn cho vở kịch, viết kịch bản, nghề viết tiểu thuyết, viết phim thì các bạn dựng kịch bản bịa ra được, cứ tưởng tượng thoải mái, miễn hay thế là được. Đó. Cho em hỏi câu hồng nhan bạc phận. Hồng nhan là tướng đẹp, sao lại bạc phận ạ? Hồng nhan là người phước dày thì nó mới đẹp. Nhưng người này sử dụng sai phước. Đời trước nó làm nhiều việc thiện lương, nhưng tâm thiện lương nó hướng về cái đẹp hình thể, thì đời này nó sinh ra nó đẹp hình thể. Ví dụ nó làm những cái việc tốt cả đời và trong đầu lúc nào nó cũng ước gì ta làm việc tốt này để ta được đẹp giống như cái cô hoa hậu kia. Thì đời sau nó sinh ra nó rất đẹp. Nhưng mà cái tâm này là tâm hưởng thụ cái đẹp, chứ không phải là cái tâm thực sự muốn đóng góp cho cuộc đời. Nên sau này nó sinh ra rất đẹp, gọi là hồng nhan. Và nó hưởng thụ được rất nhiều, hết đại gia này đến đại gia khác ra chăm sóc. Và đến khi nó hưởng thụ hết phước thì nó bạc phận. Hưởng thụ mãi nó phải hết phước chứ, thì nó bạc phận, vậy thôi. Nên tốt nhất là có phước thì đứng, đừng hưởng, hưởng ít thôi, mà chuyển cái phước đó trở thành thành giúp đời giúp người, thì phước đó tồn tại mãi mà lại mang lại cái đẹp cho cuộc đời, mang lại một tâm hồn đẹp, mang lại một nhân cách đẹp, nó tồn tại mãi nha. Thưa thầy, em vừa bị chán dô, vừa bị mũi tẹt, mắt lại hơi lồi, xong phim em gái này rồi. Em đi nâng mũi thì nhân tướng hay số mạng có thay đổi được không? Nếu em không tự tin và thực sự là em xấu thật, em hỏi 10 người, 9,9 người bảo mày xấu thật, không có cảm tình tí gì, thì nên đi sửa. Nhưng mà phải đi sửa hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Nha Thành Cát Tường phiền lắm. Còn nếu các bạn cảm thấy vẫn còn một chút tự tin thì nên đi học nhân tướng, nên đi học chánh kiến, đánh thức ý nghĩa cuộc đời. Sau đó tìm nhóm bạn tốt mà cùng chơi để mà sửa tâm tướng, sửa tính cách một thời gian, trở thành một người tính cách tốt thì ánh mắt và giọng nói nó đẹp. Cái người tâm tính tốt là ánh mắt tự nhiên nó hiền hòa, nó đẹp. Cái người mà luyện khí tốt, giọng nói tự nhiên nó ấm, nó vang, tự nhiên giọng nói nó dễ thương. Ánh mắt giọng nói nó dễ thương thì tự nhiên các bạn quen ai cũng dễ, mặc dù mặt mũi nó hơi xấu một tí. Lát nữa dì Mai sẽ chia sẻ cái chiêu này cho cái chị này nha, cho bạn. Dì Mai vậy chứ lấy chồng đẹp trai gấp 5 lần dì Mai đấy. Nên các bạn đi sửa hình tướng thì nó thay đổi số mạng không được bao nhiêu cả, ít lắm. Sửa phải từ tâm tướng nó mới thực sự là sửa được vận mạng của mình. Rồi, có một bạn tên là Thái Dương Công. Tên này cũng giống như dân chưởng thế này. Chắc thích luyện chưởng đây. Người có quý tướng thì có những ẩn tướng nào trên người? Trên nền tảng của xem nhân tướng,
là nó phải xem từ gốc rễ, thì những cái quý tướng ẩn ở trên người là nó nằm ở đâu các bạn nhỉ? Đây tôi chiếu cho các bạn xem. Đây, bạn này bạn hỏi là trên người có quý tướng thì có những ẩn tướng nào trên người? Tức là người có cái tướng thanh quý hơn người, người có những cái sự phi phàm hơn người, thì nó có ẩn tướng nào? Ẩn tướng là những thứ chìm xuống dưới mặt đất, gọi là ẩn tướng. Không phải nốt ruồi chui vào trong nách là ẩn tướng đâu. Nốt ruồi nó bị hôi nách chắc gì đã là ẩn tướng. Nên tôi chả bao giờ tôi tin nốt ruồi chui lung tung mà thành ẩn tướng cả. Đâu có kiểm chứng được. Không lẽ ông thầy tướng thấy một người có quý tướng bảo vui lòng anh dơ nách ra cho tôi xem, rồi thống kê mấy nghìn người, rồi kết luận là nốt ruồi son chui vào nách là người quý tướng sao? Nên những cái thống kê đó của cổ nhân tôi không tin lắm. Mình xem tướng mình phải biết nghi ngờ lại, để cho mình đào sâu nó. Mình nghi ngờ không phải để rạn nứt, mà mình nghi ngờ để mình tìm hiểu. Mình nghi ngờ là vì mình có trí tuệ. Ẩn tướng là những cái thứ gì chìm xuống dưới mặt đất thì gọi là ẩn tướng. Vậy tâm tướng chính là ẩn tướng. Tâm tướng nó được thể hiện bằng thần là ánh mắt, khí là giọng nói, hành vi thái độ sống, những phản ứng trong đời sống. Bình thường họ không bộc lộ. Một ngày đẹp trời có một phi vụ làm ăn là họ bộc lộ. Ở nhà không sao, bước ra ngoài đường gặp gái đẹp là bộc lộ. Thì tất cả những cái bộc lộ đó chính là ẩn tướng, lúc đó nó mới phát ra. Chúng ta tinh ý, chúng ta quan sát là nhận ra thế thôi. Mạc Đĩnh Chi xấu như ma, xấu như con khỉ. Tại sao lại là trạng nguyên hai nước? Người xấu hình tướng rất xấu. Nhưng chúng ta phải hiểu Mạc Đĩnh Chi ở nhà tranh vách đất cả đời. Lương cao trả lại nhà nước, trả lại cho vua không lãnh. Nhưng lại được trạng nguyên hai nước. Vì Mạc Đĩnh Chi rất uyên bác. Thời nhỏ Mạc Đĩnh Chi học là buộc tóc lên trên mái nhà. Học không xong thì không ngủ. Đặt mục tiêu rất đơn giản, không xong không ngủ. Các bạn bây giờ buồn ngủ quá là phải đi ngủ. Mạc Đĩnh Chi bảo no, bài này chưa xong không ngủ. Chói tóc lên trên sàn nhà, gục cái đầu xuống thì cái búi tóc nó giật một cái lại tỉnh ra, lại học tiếp. Và về sau trở thành trạng nguyên của Việt Nam. Rồi đi sang Trung Quốc trở thành trạng nguyên của Trung Quốc. Cái người được vua cử đi sứ để đối nhân xử thế, để ngoại giao, thì bây giờ gọi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Các bạn tìm cho tôi một Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bây giờ mà được hai nước phong Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đi, tìm đi. Bây giờ giả sử có một người nào đó đang làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, sang Mỹ mấy tháng đi về, được Mỹ phong Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, thì các bạn biết là người đó phải giỏi như thế nào. Vậy về mặt hình tướng của ông Mạc Đĩnh Chi rất xấu. Nhưng về mặt tâm tướng, đặc biệt là hành vi thái độ sống, ông này rất tốt. Và nó thể hiện bằng cả một cái tiến trình học tập và sống rất là đơn sơ mộc mạc. Cống hiến rất nhiều cho quốc gia. Tôi đảm bảo cái hành vi thái độ sống này nó phải được thể hiện qua thần và khí. Chắc chắn luôn. Nhưng vì ông ta mình không được gặp nên mình không biết ánh mắt ông ta như thế nào. Và giọng nói ra sao mình không biết. Khẩu khí chắc chắn phải tốt rồi thì mới trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chứ. Trở thành sứ giả chứ. Sứ giả là nói cơ mà. Dùng tài ăn nói. Vậy khẩu khí rất tốt, và chắc chắn chất giọng cũng phải rất dễ nghe, người ta mới làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được. Nên ông ta ẩn tướng ông ta là nằm ở đây này, chứ không phải đếm nốt ruồi hoặc là chân vuông nhé. Có một bạn, bạn này bạn cũng nghiên cứu Đông Phương học. Bạn một hôm là bạn học cái lớp nhân tướng của tôi. Bạn này cũng nghiên cứu Đông Phương học cũng hơn 20 năm. Thì bạn mới nói lên cái tướng của cái người kỳ quái cổ. Thì bạn mới chia sẻ là cái tướng của ông Mạc Đĩnh Chi ấy, tại sao ông ta được làm trạng nguyên hai nước,
là tướng thì rất xấu mà xem hoài không ra, thì cái ông thầy tướng ông mới canh Mạc Đĩnh Chi. Và về sau thấy Mạc Đĩnh Chi khi đi cầu là phân vuông, nên phân vuông gọi là tướng kỳ quái cổ, gọi là ẩn tướng. Tôi bảo chả có cái ông thầy xem tướng nào mà đi canh cái người nó đi ỉa để nhìn phân cả. Thế toàn chuyện bịa thế mà cũng tin được, rồi cũng ghi vào tích chuyện được. Cái người làm quan thì họ phải thông minh và phải biết vì dân vì nước. Bao nhiêu trí tuệ, đạo đức, nghị lực nó dồn cho vì dân vì nước thì được nước đó trọng dụng. Và nếu sang Trung Quốc thì lấy cái tài đó phục vụ ngay cái đất đó, thì vua Trung Quốc nó nể thì nó phong mình làm trạng nguyên hai nước, có thế thôi. Chứ lại đi xem phân vuông để mà nhớ thì mà chết rồi. Đấy. Nên rất là cái nhiều các câu chuyện như vậy ở trong nhân tướng học nhá, lưu ý đọc phải biết mà lọc vứt nó đi.